Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Hyunae và Dam, đó chính là ca khúc Bing Bong. Ok, trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Hiện tại thì Bin đang có mở một lớp dạy nhảy online ở trên Facebook, nếu mà bạn nào muốn đăng ký thì hãy vào đây nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nhé thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt tay qua như thế này. Và bên phải tương tự, sau đó mình sẽ nhấc người lên và nhúng xuống một cái, tạo hiệu ứng lò xo. Ok, rồi nhấn lại. 2, đi. L-O-V-E. Ok, sau đó mình sẽ để hai tay qua như thế này. Và phần chân của mình sẽ tấn xuống như thế này. Mình sẽ làm qua bên phải hai lần, 1 và 2. Sau đó mình sẽ đổi tay trái lên 4 lần. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sau đó mình sẽ mở hai tay. Và phần tay phải của mình sẽ co lên như thế này và mình đấm xuống như thế này. Còn phần chân của mình sẽ đè qua bên phải, nhấc chân trái lên và mình hất cái phần bụng của mình gập vào như thế này, kèm theo đó là phần ngực. Ok, chậm nha. 2, đi. Bùm bùm tắt. Sau đó mình sẽ thả chân xuống và đá chân phải qua và quay qua như thế này. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi. 1 và 2, 3 và 4 và 5, hất 6, 7, đá 8. Ok, sau đó mình sẽ dở phần chân bên trái qua như thế này. Câu này hơi khó một chút xíu nha mọi người. Mình sẽ nhảy và nhấc giống như mình sẽ nhảy cò cò gì đó, nhưng mà mọi người sẽ nhấc cái chân lên và thụt về đằng sau, đồng thời lúc đó là chân bên phải của mình sẽ đẩy lên. Mình sẽ làm cái chân trước nha. Và 1, ok, và mình sẽ đổi lại. 2, rồi phần tay của mình sẽ kéo lên như thế này cùng lúc với cái chân. Phần chân sẽ hơi khó một chút xíu cho nên là mọi người hãy cố gắng tập riêng cái phần chân như thế này nha. Ok, sau đó mình mới ghép cái phần tay vô nha. Rồi mình sẽ đến chung với tay nè. 2, đi. 1, và động tác thứ hai là mình sẽ dở và đóng lại như thế này. Phần ngực của mình sẽ căng lên và đóng lại như thế này, kèm theo đó là phần chân của mình nha. Ok, sau đó mình bước chân lên là mình sẽ đặt hai tay lên như thế này. Rồi mình đánh vai, đánh vai, đánh vai, kèm theo đó là mình sẽ hạ xuống từ từ. 1, 2, 3. Rồi sau đó mọi người sẽ bước vô một bước và vuốt tay qua như thế này. Ok, rồi mình sẽ đếm lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, tạ, 3, 4 và 5. Bước vô vuốt một cái. Ok, sau khi tới động tác này xong, mình sẽ lấy phần tay của mình chéo lên như thế này, giống như mình nắm và mình kéo vô. Sau đó mình sẽ rung phần người của mình. Mọi người có thể lắc phần vai hoặc là phần hông tùy ý nha. Sau đó mình sẽ hất đầu lên một cái, lắc lắc lắc, hất. Ok, và động tác tiếp theo là mình sẽ trùng chân bên phải xuống như thế này. Phần tay bên trái mình sẽ để lên cầm. Phần tay bên phải là mình sẽ dễ qua dễ lại như thế này, 4 lần. Ok, rồi mình đến lại nha. 2, đi. Dùng, sắc sắc sắc, hất. 1, 2, 3 và 4. Sau đó mọi người sẽ làm phần tay của mình như thế này. Rồi, bên phải 3 lần. 1, đỡ qua trái. 2, ok, 2 đi. 1, 2 và 3. Mình sẽ làm 2 và 3. Rồi chậm nha. 2 đi. 1, 2 và 3. Rồi mình sẽ gõ phần tay lên như thế này. Mình cứ gõ như vậy thôi nha. Rồi phần chân của mình sẽ là nhấc và nhấc. Đoạn này cũng hơi khó ở một chút xíu ngay chỗ phần hông đi sóng nha. Rồi mình đến cùng với tay nha. 2 đi. Chùm chùm chắc. Và lùi lại một cái. Ok, rồi động tác cuối cùng, sau đó mình sẽ đếm tổng lại một lần nha. Rồi động tác cuối cùng là mình sẽ bỏ 4 nhịp ngay đây và đổi chân lên, đổi chân lên và mình đi sóng xuống một lần. Ok,
Video đi sóng thì Vin đã làm rất là nhiều rồi, thì Vin sẽ để video ở đây nha. Nếu mà mọi người chưa có biết làm thì hãy xem lại video cũ này nha. Ok, và bây giờ Vin sẽ đếm lại một lần tổng thể từ đầu cho tới đây, sau đó chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. L-O-V-E. N, 1 và 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, đá, 8 và 1, 2, tà, 3, trùng chắc, trùng qua, dút và hốc, kéo, chắc chắc chắc, hốc, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Rồi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Bing Bong của Winnie và Ram rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là muốn yêu cầu Vin làm bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết được nha. Và đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.